thưa quý vị và các bạn, tại vị trí tôi đang đứng ở đây thì có thể quan sát toàn bộ hiện trường của vụ sạt lở đất tại xã Mường Bồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đây vốn là tuyến đường quốc lộ 12, một tuyến đường huyết mạch nối thành phố Điện Biên Phủ với huyện Mường Trà. Tuy nhiên thì sau vụ sạt lở đất thì hàng nghìn mét khối đất đá đã đổ xuống, khiến cho tuyến đường bị tắc cục bộ từ 6 đến 7 km. Ngoài ra còn làm hư hại hàng trăm ngôi nhà của người dân. Đã ghi nhận 2 người tử vong và nhiều người khác mất tích. Những người dân mất tích thì đang được các cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm. Đó là những tiếng hét, tiếng kêu cứu, hô hoán lúc 1 giờ đêm tại bản Mường Bồn 1, xã Mường Bồn, huyện Điện Biên. Trận mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm người bị cuốn trôi nhà cửa, nhiều người chạy tìm nơi trú ẩn, thoát thân. Là một trong những hộ dân may mắn thoát chết sau vụ lũ quét, sạt lở đất, nhớ lại giây phút kinh hoàng đêm qua, anh Lò Văn Minh, bản Mường Bồn 1, xã Mường Bồn, huyện Điện Biên vẫn bàng hoàng, lo sợ. Vào lúc tầm khoảng 1 rưỡi, bắt đầu nó mưa, nước nó cũng mưa lần đầu thì nó dâng lên một ít thôi. Trong tầm khoảng 30 phút sau, bắt đầu nó dâng một phát là ngập đầu luôn. Mấy nhà này toàn bộ hết nước, nói chung là lợn gà qué các thứ là chết hết. Đến giờ vẫn còn run này. Nhà thì đang có con nhỏ. Trận lũ quét sạt lở đất diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, gây thiệt hại nặng trên diện rộng. Đến thời điểm hiện tại, ghi nhận 2 người tử vong, 5 người mất tích, 2 người bị thương, 10 nhà bị cuốn trôi, 8 nhà bị đổ sập, gần 100 ngôi nhà bị hư hại, 40 hecta lúa bị vùi lấp, 2 hecta thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Hiện nay do thời tiết mưa lớn, diện tích sạt lở rộng nên công tác tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn. Thì tỉnh đã có những cái giải pháp là huy động toàn lực lượng và ban chỉ đạo phòng chống tìm kiếm cứu nạn cũng như phòng chống bão lụt của tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo và đồng chí bí thư tỉnh ủy đã trực tiếp đến hiện trường để cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh để chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cho người dân cũng như khắc phục cái hậu quả thiên tai gây ra. Mà trực tiếp hiện nay thì báo cáo với các đồng chí là chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của các lực lượng như là công an, quân sự, dân quân tự vệ và đoàn thanh niên của các huyện lân cận ở hai đầu của huyện Điện Biên cũng như là các lực lượng trên địa bàn để cùng vào cuộc và trên cơ sở đó lên kế hoạch cụ thể để tìm kiếm và phân luồng giao thông. Hiện nay tại khu vực sạt lở tiếp tục có mưa lớn trong nhiều giờ liền, nguy cơ sạt lở lũ quét vẫn còn có thể xảy ra. Vì thế, cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, công tác di tản và thông báo tới những hộ dân trong vùng nguy cơ cao đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai. Thông tin về các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân tại vùng lũ quét, sạt lở sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin thời sự sau.